Ok, vô. Vô. Người đâu? Ủa, ra. Dẫn. Qua này à, quay xuống. Không đéo dám chơi. Đây là đường qua. Hả? Thấy không? Quay cho. Quay cho, để em biết nè. Quay cho. Quay rồi. Đồ chứ chắc đục quá. Quay rồi mà. Rồi, chào anh em. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em bắn trồng tăng domino mẫu mới ha. Cái mẫu này nói mới chứ cũng lâu rồi. Đó, anh em mua một bộ cùng tăng domino thì gồm có những gì? Có cái bịch này, đó. Một cái miếng này, thấy không? Rồi một cái cùm, hai con ốc, một cùm sao, hai miếng tem, một cái ốc này, một cái miếng này. Đó làm gì anh? Với một cái này. Đó. Cái này là cái gì? Cái ốc là cái gì? Anh nói rõ. Cái này là cái chụp đường vô nước. Cái này là đảo dây ga. Cái này là ống cuốn dây ga. Cái này ốp bắt trước sau. Đó, cái ống cuốn dây ga hả? Cái này ống cuốn dây ga ha. Cái ống làm theo ống dây ga hay là cái ống để dặn ga? Chơi anh luôn giờ tin không? Đấy. Ok, bây giờ anh em sẽ tiến hành ráp như thế nào ha. Mình sẽ làm thật chậm ha. Đầu tiên anh em ở đây mình có dây ga mới. Còn anh em mua cái này thì mua kèm cùng dây ga này ha. Là sẽ có cái này. Anh em chọn dây ga FI. Anh em thấy không ha? Còn này anh em hãy sử dụng dây ga zin. Anh em cắt ra lấy cọng này cho mình thôi là được. Rồi đầu tiên là anh em sẽ móc cái này. Đây, cầm như thế này ha. Anh Mai móc vô cái lỗ ở mấy dưới. Hai vụ. Đó. Em móc cái này vô lỗ mấy dưới nha anh em. Ha. Quay hai con. Còn còn đối với anh em mà gắn cái này đầu tiên là anh em phải hiểu được cái này như thế nào cái đã. Quên nữa. Đó. Cái cùm này nó sẽ nằm như thế này, gắn như vậy. Để sẽ nằm lên bên phải như thế này. Anh em lên ra là dặn như thế này. Đó, là cọng dây ga nó sẽ cọng ở dưới này, nó sẽ kéo xuống. Anh em hiểu không? Đó. Đây, cái em buông ra là này như thế này. Rồi, anh em kéo. Đó, lại đây kéo xuống ha. Đó, anh em gấp cái này vô đây. Đó. Còn cái cọng ở bên đây là một cọng còn lại. Nếu mà đối với anh em chạy xa chưa, anh em xài một dây ga thì cọng bên đây anh em không cần lắp, anh em chỉ cần gá vô thôi. Đó. Bỏ cái này vô trước. Thằng cái đầu dài. Anh em sở vô cái chỗ này. Đó, anh em kéo qua. Mới tao chơi cùng tăng. Đó, anh em kéo qua cho mình. Đó. Cộng bên đây là anh em để văn nghệ thôi, chứ không cần dùng. Đó. Anh em móc cái này vô. Cái chức năng của này đi đỡ con ra cho đừng bị đứt á. Có bị mà không thấy cục. Cục chim đó anh em. Nguyên cái móng con gà luôn. Đó. Nhìn đẹp lắm. Mày muốn dịch tao ừ. Dạ ta. Cho đừng các bạn mọi cùng viên cái gà em chán cái này vô đây rồi đúng không? Chọn cái bên đây là anh em sẽ để nó nằm trên đây. Đó, nằm trên đây, uống qua đây. Đó, rồi anh em cắm vào cái lỗ bên đây. Bên đây thì nó sẽ đứt ra. Anh em chỉ cần ập vô thôi. Đó. Đó, anh em ập vô là anh em đã hoàn tất thành tầm 50% rồi. Thấy không? Đó, anh em thấy không? Đó, dễ. Đó, giờ là anh em lên ra là xuống rồi nè. Nè, nè. Đó, anh em ra nè. Thấy không? Đó. Rồi. Giờ anh em gắp vô xe ha. Cái phần, cái khâu lắp gắp ở đây thì nó đơn giản thôi. Bên đây thì anh em phải mở cái này ra. Đó. Hai anh em có thể ốp sẵn nó sẵn như vậy rồi anh em đút vô. Hello, bấm rồi. Chạy. Lấy khăn kẹp cái này lại. Cái đồ vô em quá. Phải thấy bự tay. Trong thời gian háo này anh em giới thiệu sơ cái này ha. Dạ 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 coi. Dạ. Cầm của Adventure 219 chế qua xe chia Raider. Đây. Quay ra dẫn này quay. Đó. Ê quay. Đây. Dạ, đây. Đó anh em thấy đẹp không? Đóng nè. Do nhu cầu không bê, do nhu cầu sinh lý không có tiền hai cùng đây
nên là bắt buộc gắn. Tại vì chủ xe không có tiền hai cùm viên của Raider nên phải hai cùm của Ad 219, rẻ quá mà. Đó, quá đẹp luôn. Đặc biệt cái cùm đó ở shop là xe giá là không tính tiền công. Hai giác là biết hết rồi ha. Đây anh em nhìn là biết cái tiền công. Công an nhìn hết biết sai liền. Ừ. Rồi anh em quay lại xe này nè. Anh em rút được cái này ra đây đúng không? Anh em gỡ hết cái này ra luôn cho dễ làm. Anh em cắm cái này vô thôi. Hồi nãy anh em ship chi rồi không? Đó. Chanh vừa bằng. Đầu đây. Rồi anh em ship ốc lại. Em dùng lục giác 4 ly ha. Đó. Em ship cái này lại nha. Giống cái gì? Quá cây tà lực kìa mà quý nói giống con cua Nhật. Cua Nhật ướt con cua vàng như cây tà lực. Đủ má cái hụt ra hụt vô vậy đó. Khó chạy quá à. Giỡn ngoài bo cua cái là tới số liền. Chị Heo à. Heo là Kha Gia Bu Cha. Anh được không? Rất là nhẹ ha. Đó. Đó. Còn cổng này là không lên được. Cổng này là cổng diễn nguyên. Tại vì xe mình có cổng dây à. Rồi tiếp theo em cắm cái này vô. Em sẽ hai cái này vô đây. Cái này là cái gì vậy? Cái này là cái mình đang cầm. Là cái gì vậy? Là cái đồ đậy bụi, đậy nước. Làm lại lần này mà không xong nữa, nó đè nó quá. Đó, anh em cắm này vô đây. Đó, trồng lại ha, anh em thấy không? Đó, rất là đẹp. Bắt kẹp màu xanh mới được hả? Rồi tiếp theo anh em đo. Đo đường dây này. Bảy. Rồi như này ha. Luồn vô đây. Luồn vô cái lỗ trên đây có một cái lỗ dây ga cũ á. Chấm luồn ra sau yên luồn lên trước anh. Đó anh em đi ngay đúng cái đường dây ga zin hồi nãy luôn. Giờ sẽ đi xuống đây. Lên răng. Rồi anh em đi ra đây. Thì dây ga này anh em muốn cắt dài ngắn thì tùy theo sở thích của anh em thôi. Đó. Đó tới đây, mình thì mình làm tới đây thôi. Sẽ rút ra. Dây cắt. Qua đây xong chưa là hít đá liền nha. Mày cỡ cái ga này ra thôi. Sau khi anh em cắt thì anh em dùng cái đồng của nhọn thế này. Anh em về vệ sinh làm cho cái lỗ này nó thông trở lại. Tại lúc mà cắt thì sẽ có bụi ba giới vào đây. Đó anh em thấy không? Đó mình vệ sinh. Rồi. Vô nhé. Còn cái này em tiến hành là phun nhất. Nhớ cái cọng dây mà ra mà anh em mà lên xuống á. Anh em đi nhớ cái cọng dây. Cho nó trơn chứ nó không bị reset thời gian ha. Đó. Mà vụ phải cầm đó rồi đó. Đó anh em thấy không? Rất là liền ha. Anh em cắm lại cái này vào vị trí hồi nãy anh em đã soạn ha. Thì đường đi nó tương tự. Anh em lấy cọng dây zin ra đi. Lên nữa. Nãy giờ quên rút cọng dây zin ra. Còn 5 cái thịt rồi. Giết thử nữa hả bạn? Giết thử nữa, giết lại không? Đó. Em khá không? Thì anh em dùng chìa khóa 10. Dặn ốc ở đây. Cho nó dễ làm. Không cãi rồi. Tạo mấy
cái gì gút này ra. Bánh nào gãy? Xe đó có gãy bánh nào, có gãy mấy cái. À, cái này quay y gan như máy ảnh luôn. Ờ, lấy bánh tài quay quay cái nóc gần năm đi đam như vậy, thằng mươi nó không có chỉ mẹ thôi. Qua thằng Phúc gáp đó hả? Qua quay Phúc quay bằng hậu quay cái đó rồi lấy nét. Mà hỏi quen coi đâu có rõ. Quay đó mà cầm tay, cầm tay nói chuyện mà không ấy gì luôn. Là không có gim bộ á. Điện thoại có gim bộ mà quay điện thoại á. Đang quay cái anh em điện thoại. Lấy cái tay á, lấy cái cây kia quét cho đúng không? Được. Cái cây quét đúng hả? Mà nó cản ngang sao quét ta? Được. Ngang xử lý với cộng gia này ra cho mình. Anh em nào lười á thì có thể cắt luôn. Vinh, con lửa nó hậu chạy tầm 8 Vinh. Tầm 81, nghĩa tầm 55. Gì? Cô sẽ lửa khác. Yeah, rồi. Tháo 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 45. À, 45. Em xin tháo ra như vậy. Đó, xe của Vũ con 140 GB chứ nhiều. Đó, anh em làm biến á thì dưới nào đi. Mobita Tấn. Anh làm biến thì anh em phải cắt. Mobita Tấn 58 cây. Dùng một cái này ở trong bịch ra thì anh em mua bịch gia lúc nào cũng có cái này. Đối với thằng gà gì gà mẹ FI hả? Cái này chắc phải công nghệ lăn xe độ má cao hơn mới được á. Tấm này vào đây anh em thấy không? Cái này là đó. Anh em thấy không? Tấm gà nè. Nó rất là nhẹ ha. Rồi. Để anh em đo ở phần này. Quay sâu gần cho anh em xem nha. Anh em sẽ đo ở đây. Anh em sẽ tính từ ngay chỗ này ha. Nhớ tự chừa độ trùng chút nha. Đó, chừa độ trùng xíu. Anh em sẽ tính từ ngay chỗ này. Để ở đây. Đó, sẽ nằm đây đúng không? Rồi, trong bạch đó là sẽ có một cái đầu thiết cáp cho anh em. Đó. Em cắm một cáp rồi. Cắm vô nha. Rồi, luôn vô. Luôn vô đây. Đó, vừa tới đây luôn. Đó. Đó, vừa tới trong giấy hơi trùng xíu nha anh em. Đó, cho anh em xíu lại. Rồi. Chưa chưa, rồi, ngay vô trùng á. Rồi, anh em xíu trùng bấm. Anh em dùng cái kim bấm, anh em bấm cái đó lại. Bấm cái đầu mà chỗ đó lại, anh em xiết nó sẽ cứng hơn. Rồi, ok. Rồi, mình mua cục này mình được mấy cục vậy anh? Một cục ba. Một cục lỡ hư rồi sao? Hư là em mua cái mới, nên chú ý là... Hư cục đó mua cục. Đúng rồi. Biết gì ra? Nước da mua như ga, có như ga nha. Chúng ta mua luôn cái cục ha. Sao nếu mà hư cục đó mua nước da mua luôn cục. Ê, Nguyễn Quốc Chính. Chạy qua cho nó mệt đi không. Cho em về kéo với. Chỉ hai ba chỗ. Rồi, anh em cắt ha. Anh em nào muốn gắn cái này dễ á, anh em lùa cái này lên nè. Đó, lùa cái phần cuốn lên. Đó, anh em cắm vô là dễ nhất. Lùa, cuốn lùa.
đang quay phim nói chuyện mày bảo ơi cắt đồ vui em quá cắt khúc này nha nói chuyện tình cắt này khúc này anh em nhìn chú ý chỗ này nè khi anh em gáp nào quay trên quay xuống này dịch khi anh em dặn hết ra là hạ xuống giùm em ba đó là học anh ba sẽ ra anh em sẽ ra anh đi đây khi anh em kéo hết ra là cái này nó phải chạy lên tới trên trên đây mới đúng còn nếu anh ra anh em mà lên ra mà hết ra tinh cầm nè trên đây nè tới cái tay này nè mà hết ra mà dưới đây nó chỉ hở được phân nửa là anh em đang gấp sai hiểu không là nửa ra là anh em không có chạy hết ra được anh em phải dặn được tới đây đó cái cùm tăng là anh em phải dặn được tới đây còn anh em gắn cái cùm tăng mạnh lên tới đây là tới đây không dặn được nữa nè nên cái tay anh em á trên đây nè mà anh em dặn không được nữa mà dưới đây nó chỉ mở được như đây là anh em đang gấp sai là dây đang bị dài anh em hiểu không đó còn giờ đúng đó đó vậy là anh em chạy được hết ra là cái bướm cảm biến bướm ga anh sẽ mở được hết 100% đó chú ý nha anh làm cho em anh gắn em nửa ga thôi nửa ga thì mình thả cái dây này ra dùng rồi cái xe mình sẽ chạy giảm tốc độ lên nửa ga không để nửa ga thôi không chạy hết ra được anh đừng muốn làm hết ga tại em chạy chạy nhanh lắm dạ làm nửa ga cho em thôi chỉnh lại em xíu rồi cộng còn lại anh em đó rồi dạ quay quay bóc chân xong rồi bóc chân cái cục ấy nha quay ở đó em đang bị dính trong này anh ta tự ha đây là cộng dây trả thì anh em không phải duy nhất đâu cộng này đâu có xài tới nó đâu mình chút bự anh mới mình mua cái máy anh cái gì đây máy mà để máy lấy dầu nữa mua mũi nhọn nhọn nó đút vô mình làm cái đầu nó sẽ đẹp hơn đứt ếch đứt dây hơn anh đây là ba cà khịa nha có cà khịa bao cà khịa luôn dạ. Làm vậy đỡ nó đứt dây cho em là sao giữ được hay sao cái này nó chơi với ông anh nè ông anh của shop á xe ổng không có gì ngoài titan á full titan có chữ ký kìa để show xe ổng cho anh em coi cái xe là biết cà khẽ rồi đó mất tới giờ vậy dài vậy xe két nước xe này máy cũng không có gì á máy 68 trên cộng 3 68 lút xe này 68 lút công nghệ đăng xe xài công nghệ đăng xe mà nhé để ăn hẹn trong này cười chết á về mới nó la hết rồi luôn anh em dùng một cục scrap này đó hoặc là anh em hãy ở đây mình dùng cục này còn anh em ở nhà phải là quấn cái đầu lại cũng được quấn bằng cách quấn cáp á anh em biết cách quấn cáp không quấn cho nó tròn 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 lại còn khi rút lại được còn mảnh đây mình có cục này thì mình tiếp bằng cục này đó. Ở đây Cưng ơi à, dạ, cắt chữ rồi vô phòng Cưng cắt chữ rồi đi thẳng về phải vô phòng Cưng cắt chữ vô mồm chứ lộn đi vô lộn kìa nó dám ta à cấu đụng cái này lại mà cấu nhà ngồi đất chơi lại Cưng làm từ từ làm chứ làm lẽ sao làm gáp gì vậy tia nè à. Tia gái á không viên này hình VTV3 gì tia gái vậy gì ra nãy nặng luôn tao có nhẹ xe này là xe xe chia nè đúng không xe này xe máy có thấy cái đầu móc không là biết xe nhập rồi thiệt thấy đầu móc là biết xe thấy xe móc là xe nhập không cái bể ngang rồi nè nè mình quay cái này cái bị bóp hết luôn cho coi nè đó đó nè xe chia của mấy bạn nữ phái nè đó nè thích độ đúng mà nè nè qua coi xe Việt Nam nè lòng ICS
Công nghệ đăng xe. Đụ má đăng xe cho cố vô mà bóp đụ má ra đường nó bẻ cổ mang nhột. Dạ. Quay cái biển số anh. Còn còn xe này là bên đồ Gò Vấp nha. Đó thấy không? Lòng ta lòng Việt Nam là thắng tươi. Nè xe này nè cũng lòng Việt Nam nữa nè, nó quá xe nhập đâu. Đó. Bây giờ luôn à. Tao chạy cái trời. Cái đèn đủ vô bự. Đèn vô bự nha, tí đó, rồi xong anh em ha. Đó, giờ là chúng ta xong 90% rồi. Dạ, rồi, để máy test nè. Máy được rồi, cái nút đè đó rồi. À, trả nút đè. Hả, không có bình trắng. Qua nó có bình trắng. Ai trả bình trắng đây? Giờ ở đây xe này ở đây chạy là mình xăng là mình dán ngoài mình chỉ hút hơi gió mình chạy nha. Xe shop này nó làm đỡ hao xăng rồi mình đó. Trả bình xăng. Chỉ hút hơi gió. Hai trả bình xăng lên. Nó lấy luôn cái bịch xịt điện nữa mới ghê chứ. 209 luôn. Má bà chủ. Đó, tóc đó là đúng rồi đó. Đây nó chớp là chuẩn bị nó hết quay được hả? Cuối clip là ông có test xe cho anh em coi luôn.
Dạ. Tại đâu có mấy cái ngày đâu, thằng chị về đây bu coi nè, đâu biết cái ngày chứ chị. Biết là chị chưa chứ cả sung sì bò đó, chạy tới chúng mình. Chị qua. Cũng có qua cái đó nghe rồi, nghe nói được chết. Sung sì bò cái tiếng này. Em có thể review vài món của xe này được không em? Quay xe này trước này, xe này xong rồi nè. Xe này là gắn cái cầm Domino. À, rồi gắn là mấy con ốc này chẳng ba nè. Cái này là người ta không có bán mà vô kêu bán luôn. Con đó hả? Ừ, mèo đực nè. À. Mèo cái nè. Không cái chặt chặt mà con giữa đúng không? Mốt là gắn con mèo con ở đây nữa. Để bữa gia đình nó sẽ phát triển lên đó. Xung vầy tại đây nè. Em nhìn gì vậy? Đó, xe đi. Đậu gì đó. Xe đậu nội công nữa nè. Đi ơi. Cái này chạy có nhanh hơn không em? Ừ, nhanh hơn đâu có được có 1-2 km dài vậy hả? Quỳnh Nhân Vinh, sao mày gắn cọc vũ? Đều quá. Rồi khá rồi, xe này cái gì đó. Hồi sáng giờ làm như đó thôi hả? Trời đất. Quan trọng là có ông anh ở bên Campuchia qua chơi thôi. Anh Chum. Ô quá tự ghê à. Ủa cái này đâu rồi? Cái đó trong cái bịch đó. Bịch đâu? Bịch nè. Anh Chum. Đây là Lâm Nhân Huy. Đó, một gương mặt trẻ của làng hài Việt Nam. Ca sĩ lỗi thời. Em của Lâm Tiết Kẹt. Chắc lúc sau này các bạn sẽ gặp cái ăn cà khịa này hơi bị nhiều. Em cũng cà khịa à. Có sao nói vậy phải không? Qua sao nói vậy à? Xe qua Lâm ở đây. Facebook Quỳnh Văn Thương. Đó nha, Facebook Quỳnh Văn Thương. Vô luôn á. Nhỏ đẹp thấy cái thằng này tụi nó đâu bên Campuchia gì. Nhìn đâu giống người Việt Nam nữa. Phải là chắc món mượn xe anh Chum về dưới làm idol quá. Em là một người theo. Anh về chạy với mấy thằng bên Tài Vinh á. Mấy cái chiếc quay đủ đúng. À không? Chạy với mấy cái hàng không. Chạy bánh không ạ? À? Chạy đâu lại. Ba gói thôi, ăn hết rồi bao nhiêu nữa? Cái hào á. Ba gói tại ăn hết gói rưỡi mẹ rồi. Thôi anh ăn ké có một miếng rồi. Muốn ăn mình vô buồn mình ăn. Bụng ăn nó chạy đầu cậu mà giác hết ngồi đây ăn rồi ăn đâu để chạy. Anh ăn có ba đũa hè. Ăn ba đũa, đũa thôi. Đũa thôi. Mấy dặn mẹ cho mấy ai. Chị đây. Dạ. Hello, giờ mình sẽ tour qua khúc này hồi nãy cái khúc trước anh em đã xem hướng dẫn lắp cái xe này rồi. Để xe này mình sẽ còn hướng dẫn lên nữa. Thì nó cũng tương tự vậy ha. Cấu trúc thì nó cũng vậy thôi. Đó, giờ làm xong mình sẽ cho anh em xem lần nữa ha. Ok. Giờ lại xong rồi nha mọi người. Đây là cùm tăng mẫu số 2. Đó, clip hướng dẫn gắn cho chiếc xe kia đã xong rồi ha. Nếu anh em thấy hay thì bấm cho mình một like. Subscribe đi ủng hộ kênh. Để chia sẻ như vậy mới nhất cho anh em ha. Hả? Gắn xe kia lại như vậy. Cái xe khác thì tương tự nha anh em.